Oh wow, khủng khiếp. Như cục than vậy mọi người. Còn nếu mà muốn gắn vô cái hậu máy kia là phải tháo một số đúng không? Tháo một số là bây em đâu có chơi mà con lục giác không 10. Cái này chúng 10 chơi rồi. Lục giác luôn á. Đúng rồi. Ở một chợ nè. Ốc chợ 10 nè, ốc này ốc xịn nè, các kiểu trên này. NS, NB gì đó không thấy. Nhưng mà khác liền. Mà cùng nằm chung đây. Ý nói là con ốc nào cũng là ốc, nó siết vô được rồi. Còn chân vùng răng. Thái mở cà bàn ra con số đúng số này. Sai số cái báo công an luôn. Trình báo luôn. Bẻ hả? Bẻ rồi, à bẻ phốt nè. Phốt bẻ rồi. Trời ơi, đụng vô bể rồi nát luôn, phải mình nha, phải tay mình nhé, không phải tay mình nha. Ủa nó có bán phốt riêng đó không? Có. Hết hồn, tưởng mua cái cây này khóc luôn. Rồi mọi người tháo ra được hết vàng họng nạp rồi. Trong đây nè, mình đã thấy chuột nó cư ngụ trong đây rất lâu rồi nhưng mà không sao, máy rất là dơ luôn á. Nó hơi lặp rồi đó. Trần ngang nghiêng rồi đó. Tay sao nó nhẹ quá vậy? Ủa, cây ra cây xuống này mất được. Cái gì nheo vậy? Ồ đúng lực hết á. Thật cái là đúng lực hết rồi. Nâng phải đi sâu cho ăn thôi. Ok. Coi dần kẹp tay nha. Không sao. Chịu có bỏ dưới trước bưng. Bưng để qua bên cái đống giấy. Nặng không? À sợ rớt cái cốt đó ra đúng không? Có mấy phe gài. Ồ, nó cẩu cái máy lên luôn. Ok rồi. Ừ nha, cẩn thận nha. Mình không sure là cái... Rồi, lấy mấy cục gỗ ra luôn đi. Từ nha. nồi lâu thiệt sự luôn. Trời ơi, không có một sự chính xác gì hết, sợ chết đi được. Đây là cao su trắng mát tét rồi nè mọi người. Tính ra nếu mà mình chạy ra ngoài mình lên lên đề ba mà mạnh quá là nó dở cái máy ra qua bên kia, dở vậy luôn. Cao su trên máy tèo rồi. Chỉ một tí xíu trong này là thủy lực đó, hay quá ha. Xe nó có dầu trong này với cộng thêm là mấy cái giống như cái van đúng không, để nó lên xuống lên vậy là nó giống cái damper của cái xe. Dạ, đúng rồi. Cái phuộc á bữa ra luôn hả? Lâu lắm rồi mới có cảm giác gắn cái đồ giữ lóc vô từ thời su. Đi 47 em. Thấy con còn lung đèn không ta? Động. Em đẩy vô méo quá, hơi méo cái đó, nó hơi ngửa lên, đôn lên. Kiểu như nó hơi dốc. Đó, rồi. Nó đừng gọi. Đẩy vô xíu. Ngon. Cái chốt. Lại lại ra. Ui, 3-4 loại. Nước vô. Nước vô. Xét quá xét. Enrique bia. Rồi chỉ có bỏ một cái máy số 4 này. Mát đây, gió lên đây. Xì nạp đúng rồi. Xì nạp. Mà nhẹ hơn cái máy số 4. Rồi bây giờ thì mình mở cái nắp máy này ra coi mọi người. Thì nãy test là máy số 3 tèo, máy số 4 tèo, nạp. Máy số 3 thì xì xả, số bát xả xì, này nạp xì, nạp xì. Nói chung chỉ cần một trong 6 cái máy này mà có xì thì cũng là mở ra làm lại rồi. Bây giờ mình mở cái nắp này ra, có đổ nhớt xuống không? Nó sẽ đổ một xíu, nhưng mà phải lấy cái tấm giấy rồi lại. Mấy đồ hấp dẫn. Oh wow. quá nhiệt luôn hả mọi người, nó bị sai lắm luôn rồi. Đây, đây là cái cảnh tượng. Anh Lam hãy cho biết đây là cái gì. Nó bị nhớt rồi, nó khô, kiểu giống như là mình quá nhiệt đi. Có khi nào lâu quá không thay nhớt không? Cũng có, không thay nhớt, lâu quá không thay nhớt cũng bị như vậy. À, nó đặt quẹo ra, giống như lớp mỡ bò vậy. Mở ra chưa giờ vậy luôn á. Nó rất là dơ, khủng khiếp, khô rồi, yêu. Trời ơi, nhớt sạch lắm mọi người. Ôi, nhớt đậm đặc luôn, như sô cô la, nhìn ăn luôn. Do nhớt rồi, nhớt này có vấn đề hoặc là phụ da. Nhưng mà theo bạn Lam nói thì cái gối này rất là ngon, nó sáng lắm. Chứ mà nó mà thiếu nhớt, thiếu đồ mà nó khét cỡ này á là mấy này chắc đi rồi. Ok mọi người ơi, bây giờ là quyết định là sẽ mở cái máy ra luôn. Vì bạn Lam cũng sẽ rất là bận mà nhìn máy này nhìn cũng ngứa lắm rồi, cũng tới lắm rồi. Như mọi người cũng đã coi là cái nhớt nó đóng nát ở trong này luôn mọi người, thì không biết nguyên nhân là gì, phụ da làm sạch hay là cái gì, hay là lâu quá không thay nhớt, cũng không thể biết được. Mình có thể hỏi chuyên gia. Nhưng mà bây giờ thì sẽ mở ra thêm, thì mọi người cũng thấy cái điều kiện là nó khác xa với cái hình của chiếc xe ở ngoài lắm. Chiếc xe ở ngoài đúng là ken thiệt, có một số chỗ bầm dập này kia nhưng mà nó không có gì ghê gớm. Nhưng về cái này thì là vấn đề là nhớt nhau. Mình có thể cầm lên một cái miếng, mình bóc ra, nó như là như cục than vậy mọi người. Thì mình cũng không biết là tại sao nó ra dữ vậy. Thôi bây giờ tiến hành thôi. Thì trong khoảng tiếng đồng hồ thì có thể là mình sẽ xử được cái này. Thằng Phú đã quá giỏi, thằng Phú đã mua quá nhiều hộp mà hình như là Phú hơi bự rồi đó. Ok, hộp hơi bự, 15 lít. À, 10 lít ok. Rồi, mình rất hài lòng cái góc ngoay này mọi người. Mọi người nhìn thấy giống như là bên nước ngoài vậy đó. Thiệt vời, thật sự là ước mơ của cả team luôn á mọi người. 7 năm trời rất là cố gắng. Đây có thể gọi là chơi đồ hiệu của mình đây nè. Chứ còn bình thường là có không, mình không có đồng hồ, không có giày dép quần áo hiệu vậy đó. Có mấy đồ này hiệu thôi. Được không anh Lam? Chỉ có mấy đồ này hiệu thôi. Còn lại là trên người là phù du rồi. Để mình quay thêm bằng điện thoại để ghép vô cho mọi người. Tại cái máy kia nó làm fix rồi. Giờ anh Lam đang cậy ra những cái này để mình thấy những con ốc. Đây là những con ốc nha mọi người. Nó giống mấy con này nè, mà nó như vậy nè, nên là nhẹ nhẹ thôi, nó xước hết á. Mở cũng cực lắm anh, thiệt sự luôn á. Đây khoan đã, mình có thể quay cái này ra cho bạn xem đài coi được không? Xe còn zin mọi người ơi, nhớt này là hình như là lúc mới mua tới giờ là không có thay luôn. Mới làm được vậy chứ còn bình thường nó đâu có giữ gì được. Trời ơi, tụi em mà làm máy mà gặp mấy cái xe như vậy là tụi em cũng lắc đầu. Mới lấy ra nè, nó động lên này, nó động lên hả? Nó động lên nè. Ủa động lên cua luôn. Chạy rồi mày nó sướng hết. Cái này là chỉ có là một bờ xíu xăng hay là gì đó mà mọi người. Máy số 4 phải không? Biết máy nào máy số 4 luôn. Hai cái nắp mẹ ra rồi. 1, 2, 3, 4 đếm từ bên đầu đi qua. Tới gì? Cái này. 1, 2, 3, 4 rồi là từ. Đếm từ bên này. Đó cái trước. À. Từ nhỏ tới lớn giờ mới được sở hữu một chiếc BM luôn á, đúng một chiếc rất là xịn luôn á. Máy xịn luôn. Xịn nhiều luôn đó Lâm ơi. Nhiều luôn á. Từ nhỏ tới lớn mới được sở hữu một chiếc BM. À, nó nát thì thôi chứ. Một phần anh nôn nóng quá. Nôn đâu nôn, chiếc đó ngon mà. Đó không, nhìn hình thấy ngon không? Không, mình tính ra đúng ăn về được mấy bữa là nó có bệnh liền. Nó siêu quen luôn. Tức là ở ngoài nó tuốt vàng lông cũng không hẳn, tại vì mình nhìn nó là chạy vừa đủ thôi, chứ là đủ để test xe đó đó. Nhưng mà chiếc xe này kêu là trước đó là đi một chuyến Nha Trang về nữa mới bán mà, là dữ lắm, kiểu như không hiểu luôn. May là may xe về chị thấy nhớ là chạy thôi nha, đổ xăng chạy đâu còn thấy nhớ là thay rồi luôn. Nói luôn những thứ chỉ có không thể tưởng tượng được mọi người. Ví dụ mà mở gạt tay nhớt ra mà thấy vậy thì không thể nào tưởng tượng được. Không còn cái gì làm sao ta, làm sao nó có thể hơn cái chảo mà bà ngoại xài ở nhà nữa. Thì cái chảo nhà sạch luôn á. Do nhớt gì đó rồi. Cái này chắc hay nhớt bã vô hay nhớt gì nữa. Nó bể ra cái là sạch. Nó đóng. Nếu như xe này không hay nhớt. Nếu đúng của ta là mở ra là nhớt đồ đó là trời ơi, cái máy à. Đám. Cái xe mà nó bị giống như bị dơ đi. Dơ mà kiểu dơ mà mình chùi ngoài không ra là khác. Còn này chạm vô là sạch. Nó ra đúng không? Đúng là sạch. Ê, chờ cho mình một cái duyên này để làm. Nó bật cái nó bật dễ ra đúng không? Nó không có dễ lý được. Nhưng mà cái nghiêng cái thằng ra xích nhẹ nha, đừng có cuộn trước á. Khủng khiếp. Như vậy là sao? Quay này xong tới chừng rác là này sáng chừng đúng không? Đúng rồi. Nó không sáng chừng mà mình vẫn cứ ráp thì là mình có lỗi với nhân loại lắm đúng không? Đấy, tổng kết ngày hôm nay là tháo toàn bộ máy. Bạn làm hero. Nhưng mà cái máy này còn hô rê hơn. Máy là zero. Mình tưởng nó hero hay là zero. Khủng khiếp. Đây là mọi người, mình nhìn mình tưởng là đây là cái chảo mà chiên mà lâu đời lắm rồi nó mới nát ra như vậy được. Đúng là cái này mà không để ý chắc không biết con ốc nằm đâu luôn. Quá dơ. Có gì thú vị không? Đúng là trong này còn sạch nha anh. Vậy hả? Mở ốc bánh đà ra kìa. Mọi người cưng bằng đụng của nó như thế nào. Có dấu móp đây nè mọi người mà chưa có mở gì hết. Này khoảng 18 năm trước nó lỡ làm rớt cây này nó gắn vô luôn á. Thực sự làm sao có dấu móp đây, mọi người nhìn dấu móp đây nè. Trời ơi, dấu móp đây. À, nhưng tất cả các ốc là chưa có mở, rất là bén, rất là sắc nét. nó sắc nét, tại nó dơ thôi thì không quay được, nhưng mà nó nhìn mắt ngoài rất dễ. Đổ nhớ xuống đi qua bên này. Nó đổ 5-6 cục. À, nó hơi dốc về đúng không? Đây. Thêm cái hộp nữa để phút. Ok. Xước không? Ừ. Hơi hơi. Con nhìn này con. Còn đẹp anh. Dạ. Yeah. Cái lớp này á là cái lớp mạ của nó thôi. À. Ừ, còn... à. Sắp rồi. À, nó còn bị bóp cái gọi là cái dơ thôi. Rồi. Ok. Đó, thắp thắp xuống. Rồi, có bị gì không? Ok anh. Nó có cái lớp xước đây nè, lớp xước mà vẫn còn á. Rồi bí tôm này nó chưa mòn. À. Ok. Máy số 1. Ok không? Chỉ có là nhớt dơ quá đóng cái bạc nhớt, đóng bít chịch. À, bít cái bạc nhớt. Đấy. Không hay là chắc tháo ra kịp thời đó chứ. Tới nữa là đi đúng không? Để xước cái lòng á. Ừ. Okay. Ha. Nó gãy mà đều hai cái luôn. Vậy là nó phải gãy và bắt buộc là hai cái mảnh nó phải đi với nhau đúng luôn. Rồi. Shit. Không biết chỗ ấy luôn á. Ghê thật sự. Mới thấy lần đầu luôn á. Chứ còn mấy cái mà dên mà mua về là nó đâu phải kiểu này. Đúng rồi, nó sẽ... nó làm riêng, đúng không? Làm riêng. Xong rồi nó bày. Máy số 2. Tắt cái là ra dòng bạc. Đây có cục này. Cũng như máy kia thôi. Ok luôn đúng không? Cái này mai mốt mình sẽ đo lại anh. Ừ. Sau khi mà tháo cái xe ra thì bắt đầu những công đoạn gọi là rất là cực, đó là rửa làm sao và cho nó bảo toàn cái bề mặt á, tại trong này có những cái bề mặt nó phay CNC nè, chà là nó xước banh bề mặt này là thôi luôn, thua luôn á. Còn ngoài ra thì mình muốn giữ cái mặt nhôm á, mặt này mặt kim loại mình không biết gan nhôm gì á, iron cast á, thì để gọi là cho nó đẹp á. Còn mình chà nó xước mà nó bị bóng lên quá thì nó không đẹp. Đây mọi người cũng thấy là 71.000 cây mà mình nhìn giống mấy cái clip chạy 300.000 cây không thay nhớt cái gì á, gì mà nó đóng quá trời đóng nhưng không biết nữa, không biết tại sao mà nó đóng dữ vậy luôn á. Nó lên cái mũi than mà dày lắm luôn, dơ nữa. Không biết này rửa làm sao luôn á, nhìn còn hơn cái chảo, hơn cái chảo bà ngoại xài 20 năm nữa. Này dài ngập răng luôn mọi người à. Trời ơi, cái này mà nó vô, trời ơi, làm sao mà trong này nó sống được mọi người. Vì trong này nó là những cái khe bơm nhớt rất là nhỏ, mà cái này nó nghẹt vô một cái là nó đứng hình luôn. Trời ơi, nó dày. Trời ơi, giờ mà đẩy cái này nó ghê nè. Trời ơi, chết rồi. Làm sao mà ra được như vậy? Xe đứt 71.000 cây à. Này do nhớt, do phụ gia hoặc do không thay nhớt. Mình nghĩ là nhớt zin từ nhà sản xuất luôn mọi người. Xe này zin. Xe này zin, nhớt còn zin, không có thay. Xe nữ sử dụng kỹ, nhớt còn zin từ nhà sản xuất. Trời ơi, làm sao nó có trong cái một cái máy nó phải cực kỳ sạch luôn. Nó dày rồi, chết luôn rồi. Không biết mình có rửa nổi không nữa. Mình phải kiểm tra rồi, chắc phải kiểm tra các cái khe bơm nhớt đồ. Trời ơi, vậy là chết. Trời ơi. Mình thì ghét cọ chảo, ghét mấy cái muội lắm. Mình thì không có làm gara đó, giờ mình toàn làm chăm sóc xe, nên mà máy thì chỉ có mở hồi xưa con Su thôi, thì nó hồi nó hở bạc nó cũng ghê vậy nữa, thiệt. Rồi ơi, rửa bằng dầu thì nó cũng sạch sơ rồi. Cái mặt nó dày á, mình cạo ra bớt thì mọi người cũng thấy là nó cũng có trắng ra nè. Mình lấy bàn chải đánh răng mình chà thôi, với lại cái dao nhựa mình xả từ từ rồi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái máy Dryice mà xài cái đá siêu mịn à. Đặc biệt cái máy này nó có thể làm ra cái đá siêu mịn và ổn định, nên nó không có rỗ bề mặt, nên mình mới bắn vô đây được thì nó sẽ an toàn. Mình không muốn bắn Dryice từ đầu, tại vì cái này nó quá dày, nó sẽ rất là tốn đá và nó văng tùm lum trong nhà hết, và rất là khó xử lý. Vì cái này là nhớt mà mọi người, nhớt mà đóng két đó, nó cứ chạm vô đâu cái nó miết ra là nó dơ lắm đó. Thì mình sẽ làm 50-50. Mình làm một nửa này trước. Đây là mình chà ra rồi, mọi người thấy không, nó đỡ lắm luôn, chứ đây là nó đóng dày như vậy nè, rất là ghê. Đây, giờ thì mình ra mình bật cái máy cho mọi người coi. Cái này cái chất lượng đá cũng quan trọng nữa. Mình thử hai bên thì cái bên đá này nó còn cái sợi như vậy là ok nè. Đây là gọi là đá 3 ly. Cái máy này nó sẽ nghiền nhỏ xuống 10 lần. Cái chỗ đó đây nè, mình có thể chỉnh ở đây, ví dụ mình chỉnh đây 0.3 ly, 1 ly, 2 ly và 3 ly. Đó. Thì mình sẽ về 0.3 ly. PSI mình bắn khoảng 30 PSI thôi. Cái này nó có thể bắn lên tới 140 PSI lận. Cái lượng đá là 0.5 pound min, hoặc là một pound thì nó khoảng nửa ký, 0.5 thì nó khoảng 250 gram một phút. Cái này mình đang bắn là 30 psi cho nó nhẹ thôi, bắn mạnh nữa thì nó sẽ sạch hơn chút nữa, nhưng mà mình phải cân nhắc là nó rổ bề mặt rất là nguy hiểm. Đá thì mình vẫn đang xài là 0.3 ly, nhỏ hơn 10 lần những cái đá mà đá khô bắn bình thường ở ngoài á. Đam mê cinematic quá cho nên là mình quay theo kiểu này nha mọi người. Với lại mình cũng chia sẻ luôn, thật ra chà 1/2 cái này nè là làm sạch chứ không phải chà nữa, là tốn tới 12 tiếng đồng hồ lận, cứ rửa dầu xong cọ bằng bàn chải rồi xong rồi mình lại bắn Dryice cấp độ cực nhẹ, rồi mình coi tại mình sợ nó rỗ mặt lắm. Mọi người cứ tưởng tượng nó đóng két này nè 18 năm rồi, nó giống như là mà nó nhiệt độ rất là nóng nữa mọi người, trong cái này là nó siêu nóng luôn, cái bụng đốt ngay phía dưới mà, thì nó giống như một cái chảo chiên á mà mấy chục năm không có cọ rửa gì hết, nó ăn nó đóng két vô mà nhiệt độ cao rồi nhớp muội than, nó đóng ghê lắm mọi người. Chà nếu mà chà mạnh á là nó xước hết, mà không chà thì nó không ra. Cũng may là có cái máy Dryice nó giúp cho mình là cân chỉnh được bắn làm sao cho nó gọi là vừa ra cái lớp dơ thôi. Cái Dryice là gì? Cái CO2 nó đông lạnh ở âm 78 độ C, khí CO2 mình nè, đông lạnh lại thì nó thành thể rắn, khí thành thể rắn. Xong khi mà nó bắn ra ở cái PSI áp suất cao á thì nó như những viên đá vậy nè, văng vô và nó tan đi mất. Thì cho nên là cái này nó kiểu như là sạch cái bề mặt nhưng mà nó lại không tổn hại bề mặt do mình cân chỉnh. Tại vì nếu mà mình không cân chỉnh á, thì nó rỗ bề mặt đó. Cái hay của cái máy khô chét này là nó chỉnh được cho nên nó mắc. Thì quay trở lại cái này, quay trở lại cái này thì mọi người có thể thấy mình thấy cái bề mặt nó lạ lắm. Cái bề mặt nó gọi giống như là mút vậy đó, nó rỗ. Mình quay cận cho mọi người coi. Giờ thì nó sạch ken rồi. Mình có hỏi bạn Lam là cái cách mà tháo cái supap này ra, hồi trước thì mình chưa có hỏi cho nên mình rửa trong cái khe kẽ này rất là khó luôn, á. Thì nói chung là làm 50-50 cho mọi người thấy đẹp luôn á, nhiều khi muốn để vậy chân luôn, nhìn hay. Tại này 18 năm thôi, không ai đụng vô đây hết, mà 18 năm phải làm sao đó mới ra cái kiểu này được. Còn mà chạy mà chăm sóc rồi thay nhớt rồi này kia, rồi có các cái dung dịch làm sạch nhớt thì nó sẽ sạch đẹp hơn, nó cũng sẽ bám nhưng nó không đến nổi như vậy đó. Hận vậy bó tay luôn, không thể tạo ra được, kinh khủng. Thì mình đã đem những cái bạc của cái máy bỏ vô trong dầu để ngâm. Bỏ vô dầu ngâm, mình ngâm đây từ hôm qua đến giờ nè, nhưng mà có vẻ là nó rất là không có ra mọi người ơi. Mà thấy có vẻ không có khả quan cho lắm, nó rất là dày á mọi người, kiểu như là đúng là cái này mà ở ngoài shop người ta làm, người ta không có thời gian thì người ta sẽ vội, người ta sẽ chà dữ lắm, mà mình biết chà bằng gì chứ. Mình thấy là nó nóng ghê lắm mọi người. Dày kiểu như là mình thấy nó cũng có ra đó, nhưng mà nó quá dày và trông vô vọng luôn, rồi trong mấy cái khóc cái kẹt này nữa cũng là rất là tốn thời gian. Không biết có phải là cái cọ mình mềm không, nhưng mà không, cái cọ đó cũng cứng lắm nè, người thấy nó dày, nó cứng kẹo trong này luôn, nên là mình sẽ thử một phương pháp khác. Giờ mình quyết định mình lấy cái dàn máy Dryice 3 tỷ này, gần 3 tỷ để mình xử lý nó, vì cái cọ 30.000 có vẻ cọ không được rồi. Cái này là mình thổi hơi trước mọi người cho cái dầu nó bay đi trước. Rồi giờ mình sẽ xử lý nha. Cái chỗ này nó quá dày mọi người, thì mình sẽ lấy cái dao mình cạo, nhưng mà cơ bản là nó khá sạch rồi. Sau 5 tiếng từ hồi sáng tới giờ thì mình đã trả cái này về như mới. Cực thiệt mọi người, tại vì nó đóng két ghê gớm lắm. Mình với các cái thiết bị cũng gọi là thuộc hàng hiện đại nhất rồi đó, mình hạn chế không có chà sát gì hết cho cái bề mặt này nó không có bị sai lệch nữa. Mình chà rất là nhẹ thôi, mình cứ từ từ mình lấy. Với lại mình sử dụng đá khô Dryice và mình cân chỉnh cái áp lực rồi cái size của cái cục đá nữa để mình bắn cho nó vừa phải, nó không có rổ cái mặt. Thì kết quả thì mọi người cũng thấy cái cây này nó như mới rồi. Có một số cái vẫn còn nhỏ nhỏ nè, mình chỉ cho mọi người coi. Nhiều chỗ này nè vẫn còn đen đen nè, vẫn còn cái muội rất là khó chà nha mọi người nè, trong cái kẽ này nè. Đó, mấy chỗ này nè khó dã man luôn, xíu nè, đây nữa nè. Vậy chắc mình cũng tích xếp lại đây nữa nè, khó lắm tại vì nó ngóc ngách tùm lum hết á, tốn đá nữa. Trời ơi, chắc phải 20 kg đá để bắn cái này á, mắc gần chết, chưa tính điện nữa. Mà mới có một cái block máy kia mình thấy một đống thứ luôn, khủng khiếp, vừa đẹp thiệt. Rồi ngoài ra thì mình không biết là nó hơi xước chày ở đây á, thì để mình coi là có đo lại coi nó có phải mua khác không hay là cái gì không, mình không rành kỹ thuật, mình sẽ hỏi các bạn chuyên về kỹ thuật.